Hi, xin Long xin giới thiệu các bạn. Đây là mẫu điện thoại Mobiado 712 Black giáp AF, khung vỏ chống xước, bốn mặt kính, phím thép không gỉ, ruột bên trong là Nokia chính hãng 6700. Đây là bản màu đen, màu vàng, màu xanh, màu trắng. Có rất nhiều màu sắc. Các bạn có thể tùy chọn theo màu. Đây là vỏ chống xước nhé. Xin cảm ơn các bạn.